Đúng qua mấy cầu không dễ chút nào không? Đó. Kỳ. Cầu đó, 3 chân nó dính con chân à. Vậy đó hả? 4 chân nó dính con chân. Đây, nó chịu à. Chút về ra ruộng. Ruộng hả? Đâu? Bữa nay mấy thằng Vũ nó cắt ra cho thằng Lộc với khúc nhà chú Mười nè. Chú Mười. Bánh nhất thì muộn chạy vô. Bánh nhất đâu đó. Rảnh có bánh nhất ba cái máy cắt không quay quay Vũ.